Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận cử tri vì liên quan trực tiếp đến nhân lực, vật lực, tài lực của quốc gia. Theo kế hoạch, đoàn giám sát dự kiến tổ chức khảo sát thực tế làm việc với 16 bộ ngành trung ương và 6 địa phương, ngoài ra đoàn có thể tổ chức thêm một số nhóm công tác liên ngành tổ chức giám sát việc quản lý khai thác sử dụng đất đai không hiệu quả tại một số địa phương và một số nhiệm vụ trọng tâm khác quan điểm của ủy ban thường vụ quốc hội và lãnh đạo quốc hội rất rõ ràng giám sát trọng tâm trọng điểm chỉ rõ địa chỉ phản ánh con số biết nói nói có sách mách có chứng và sàng lọc lựa chọn tạo danh mục một loạt vụ việc lớn vi phạm về thực hành tiết kiệm chống lãng phí để cảnh tỉnh gian đe và tạo hiệu ứng xã hội chính vì vậy hàng loạt câu hỏi như bao nhiêu dự án treo, dự án đang dở hay đầu tư xong rồi mới phơi mưa phơi nắng, diện tích đất hoang hóa chưa kiểm kê đo đếm vi phạm mà chưa thu hồi là bao nhiêu? Các dự án diện tích đó tên gì, nằm ở đâu, bộ ngành địa phương đơn vị nào làm tốt hoặc chưa tốt, trách nhiệm cụ thể thuộc về ai? Dù rất khó nhưng khả năng rất lớn sẽ được trả lời trong thời gian tới. Tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021, trọng tâm phối hợp công tác năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, lòng tự tôn và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường trong mỗi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết lần thứ 13, đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025. Vì vậy, Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về năm nhóm nhiệm vụ giải pháp để mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung triển khai thực hiện chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng đề nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ động hơn nữa trong việc tham gia đề xuất xây dựng phản biện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nhất là những chủ trương chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng nền kinh tế độc lập không có nghĩa là cô lập, tự cung tự cấp. Chúng ta dựa vào nguồn lực bên trong là chiến lược cơ bản lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng đột phá. Thông tin trên báo Tiền Phong số ra tuần qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh doanh nghiệp nhà nước phải đóng vai trò tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và thể hiện vai trò dẫn dắt nền kinh tế, góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, những gì doanh nghiệp tư nhân FDI chưa làm được, chưa có điều kiện để làm hoặc những nơi khó khăn thì doanh nghiệp nhà nước phải sốc vác tiên phong. Mục tiêu doanh nghiệp nhà nước phấn đầu đóng góp 35% ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ này, nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ người lao động năm sau cao hơn năm trước chung tay xây dựng hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp, môi trường lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng, trách nhiệm, nghĩa tình, nhân văn và không tham nhũng, phù hợp với định hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Gần đây một số chuyên gia kinh tế bày tỏ lo ngại dòng tín dụng ngân hàng đang chảy nhiều vào các sân sau bất động sản có thể gây rủi ro cho hệ thống tài chính và cả nền kinh tế. Dòng vốn huy động đáng ra phải được đẩy vào phục vụ cả nền kinh tế thì một số ngân hàng lại dùng dòng tiền đó vào trong lĩnh vực hoạt động riêng của họ, trong đó có những doanh nghiệp bất động sản liên quan đến chủ tịch ngân hàng, thành viên hội đồng quản trị. Vậy dòng tín dụng ngân hàng có thể chảy vào các sân sau qua các hình thức nào? Theo chuyên gia Đinh Trọng Thịnh, các quy định của ngân hàng nhà nước liên quan đến kiểm soát tín dụng và bất động sản vẫn có giá trị nhất định trong việc kiểm tra giám sát hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên để hạn chế tình trạng tín dụng chảy vào các sân sau, các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động cho vay bất động sản tại các ngân hàng có lãnh đạo liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, đồng thời giám sát các hình thức cho vay khác nhau, kể cả việc mua bán trái phiếu cho vay thông qua các lĩnh vực khác để hướng dòng tín dụng của ngân hàng chảy vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phục vụ cả nền kinh tế. Theo nghị quyết được Ủy ban Thượng vụ Quốc hội thông qua, số giờ làm thêm của người lao động trong một tháng được nâng lên trên 40 giờ và không quá 60 giờ. Điều này được cho rằng lợi cả đôi bên, nhưng việc tăng giờ làm thêm cần tránh lạm dụng. Theo nghị quyết trên, trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động, thì được sử dụng lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ mỗi năm ông Nguyễn Thành Đô, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chỉ nên xem tăng giờ làm thêm là biện pháp tình thế, nếu kéo dài sẽ bào mòn sức khỏe của người lao động. Đồng thời cần có những chính sách kèm theo về bữa ăn giữa ca, hỗ trợ thực phẩm thiết yếu với giá ưu đãi cho người lao động để hỗ trợ tái sức lao động. Khi tăng giờ làm thêm, doanh nghiệp không phải tuyển mới lao động, nghĩa là cũng giảm chi phí đóng bảo hiểm xã hội và các trợ cấp cho người lao động. Do đó, cần phải xem tính năng tính tiền tăng ca phù hợp với người lao động, tính ca đổi sức khỏe nhưng cách tính lương vẫn như cũ sẽ thiệt thòi cho người lao động. Nhiều người lo lắng tăng mức lương tối thiểu giữ nguyên giờ làm thêm sẽ khiến nền kinh tế kém cạnh tranh, doanh nghiệp nước ngoài dịch chuyển đầu tư sang những nước có chi phí lao động rẻ hơn. Song theo nghiên cứu thì không hẳn chủ doanh nghiệp cần nhiều thứ hơn là chi khai thác nhân công giá rẻ họ rất cần nguồn nhân lực chất lượng với năng suất lao động cao. Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa thông qua đề xuất của Bộ Lao động Thương binh Xã hội nâng giới hạn số giờ làm thêm trong một tháng từ không quá 40 giờ lên không quá 60 giờ và mở rộng giới hạn làm thêm tối đa đến 300 giờ mỗi năm cho tất cả các ngành nghề. Theo các chuyên gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đây chỉ nên là giải pháp tạm thời áp dụng không quá 12 tháng. Việc đới trần giờ làm thêm có thể giải quyết vấn đề ngắn hạn, nhưng không phải giải pháp căn cơ giúp Việt Nam trở thành quốc gia có mức thu nhập cao vào năm 2045 như nghị quyết đại hội 13 của Đảng đề ra. Tăng trần giờ làm thêm chỉ là giải pháp cấp bách. Nếu cơ quan quản lý nhà nước về lao động việc làm không nhanh chóng tìm cách tăng năng suất lao động, thì công nhân không còn cách tăng thu nhập ngoài tăng ca bảo mòn sức khỏe của giai đoạn sung sức nhất lâu dài bao nhiêu di chứng khi về già của người lao động sẽ đè nặng gây áp lực cho hệ thống an sinh xã hội thực tế nếu hướng đến sự minh bạch làm rõ được định mức sản phẩm của từng doanh nghiệp quản lý thuế chặt chúng ta sẽ thấy lợi nhuận của các nhà đầu tư không hề nhỏ đồng hành san sẻ lợi ích và cùng bước đi với nhau đến thịnh vượng và tầm nhìn dài hạn là điều mà các ông chủ văn minh cần hướng đến Thị trường bất động sản đã chứng kiến hiện tượng sốt đấu giá đất ở nhiều nơi, trong đó có trường hợp đấu trúng giá đất cao bất thường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh. Để ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thổi giá vượt xa giá thị trường nhằm trục lợi, khiến giá đất khu vực lân cận tăng phi mã cần có cây gậy pháp lý đủ mạnh. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả chúng đấu giá bình quân ở nhiều tỉnh thành phố không quá cao so với giá khởi điểm. Thành phố Cần Thơ tối đa cao hơn 53%, tỉnh Đồng Tháp tối đa cao hơn 24%, tỉnh Bến Tre bình quân cao hơn 20%. Song tại một số địa phương có hiện tượng cò đấu giá, quân xanh quân đỏ, thổi giá, dìm giá, gây bức xúc dư luận, làm biến dạng thị trường bất động sản, thất thoát tài sản của nhà nước. Thổi giá lên cao còn tạo ra một mặt bằng giá mới ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống kinh tế. Nếu nói sâu hơn, thì đằng sau việc thổi giá còn rất nhiều hệ lụy, đặc biệt khi giá đất là giá ảo nhưng lại có thể được thế chấp để vay từ ngân hàng, một hành động thực, điều này sẽ làm mất an ninh tiền tệ. Quan trọng nhất là các địa phương cần công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là dự án lớn về việc sát nhập, thành lập các đơn vị hành chính để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá đất trục lợi bất chính. Sau những tranh luật trái chiều xung quanh việc một số trường đại học cao đẳng đào tạo y dược tuyển sinh nhưng không có môn sinh học, mới đây một số trường đại học tiếp tục công bố đề án tuyển sinh, trong đó những ngành đặc thù như thiết kế, mỹ thuật, kiến trúc không cần xét tuyển đến những môn đặc thù. Trước đó trên một số báo thông tin theo đề án tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học mở rộng xét tuyển ngành y khoa mà không cần xét tuyển đến môn sinh học. Dù được coi là một trong những đổi mới trong phương thức tuyển sinh, tuy nhiên đến nay vẫn có những tranh luận trái chiều xung quanh vấn đề này, đặc biệt là khi môn sinh học được coi là môn đặc thù trong khối ngành sức khỏe. Tương tự như khối ngành sức khỏe trong đề án tuyển sinh 2022, một số ngành đặc thù như thiết kế thời trang, mỹ thuật kiến trúc, các trường đại học cũng không bắt buộc xét tuyển có môn năng khiếu. Có thể thấy việc mở rộng xét tuyển các khối ngành đặc thù nhưng không cần đến môn đặc thù đang trở thành xu hướng khi hàng loạt các trường đại học đua nhau áp dụng tuy nhiên kiểu chạy đua bỏ môn đặc thù trong ngành đặc thù vẫn được đặt câu hỏi lớn trong chất lượng đào tạo của các trường đại học phương thức xét tuyển này liệu có thực sự để mở rộng cơ hội cho thí sinh hay chỉ là cạn nguồn tuyển sinh